Hôm nay công ty View của chúng tôi sẽ review cho các bạn về cái dòng súng Wilson Unica K3 số 8 kim bép 1.5mm. Thì súng sẽ có hai nấc, một nấc ra hơi, một nấc ra sơn. Đó. Thì đây chúng ta sẽ ở cái khoảng cách là khoảng 20-25cm. Đây là 0, 5, 10, 15, 20 này. Đó, thì chúng ta sẽ có khoảng cách cũ này. Chúng ta sẽ chỉnh độ kim xoè này. Thì nó về phun của nó khoảng 20 nhá. Thì trên đây công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Wilson Unica K858G của hãng Unica Đài Loan. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.